Ok em nhất, chào toàn thể anh chị đang xem live nhé. Anh chị là chưa có à, anh chị nào chưa like thì like giúp em nhất một like để khích lệ tinh thần em nhất cũng như ủng hộ kênh nha anh chị nhé. Em nhất cảm ơn 21 anh chị đã like, cảm ơn chị rất nhiều. PC1 HAH chiều mua đó, anh chị có mã cổ phiếu cần sự hỗ trợ anh chị có thể là bình luận phía bên dưới nhé, phần top chat để em nhất chia sẻ cái góc nhìn của em nhất về các mã cổ phiếu anh chị đang quan tâm ở trong giai đoạn này. Đôi khi cái vị thế cầm cổ phiếu cũng như là vị thế cầm tiền để mà mua cổ phiếu thì nó sẽ có những cái tâm tâm lý cá nhân nó khác nhau. Đôi khi anh chị mà có thêm những góc nhìn thì phần nào đấy anh chị có những cái đánh giá khách quan hơn về các cái vị thế mua bán của anh chị nhé. Cho nên anh chị cứ mạnh dạn bình luận nhé. PC1 đúng không? PC1 chiều mua, HAH chiều mua. PC1 thì nhịp này nó đang tích lũy lại anh chị nhé, tích lũy lại, cầu vào khá tốt, đây là cổ phiếu tương đối tích cực. PC1 nhịp vừa qua thì nó bật hồi lên được 3 phiên rồi, biên tích lũy của nó là cản quanh vùng 32 và hỗ trợ quanh tầm khoảng 28.3. Đó. Giai đoạn hiện tại nó hồi được 3 phiên thì anh chị cũng không nên mua đuổi giá xanh nữa. Trong cái bối cảnh mà thị trường dễ là những cái nhịp rung lắc tích lũy đi lên thì anh chị lên mua những cái nhịp rung lắc tích lũy sẽ tốt hơn, ưu tiên những cái nhịp mà rung lắc giá đầu. Này nhá. Nhịp này không kỳ vọng nó về được 28.5 biên hỗ trợ để anh chị mua nữa đâu. Thì chỉ kỳ vọng nó lắc tầm khoảng 29 29.5 anh chị nhặt. Không nên nhặt nhặt đuổi trong giai đoạn này nhé. Đôi khi T T cộng 2.5 về lại chưa chắc đã có ăn và thậm chí còn còn âm nhẹ. Đuổi đuổi giá xanh thì cũng không nên đuổi nữa. Bởi càng tiệm cận lên 31 32 thì cái áp lực tiết cung đối với lượng hàng nhà đầu tư kẹt quanh vùng đỉnh này tầm khoảng 2 tuần họ nhặt quanh vùng này sẽ có nguy cơ bán hòa, họ cơ cấu lại bán hòa thì cũng không nên mua mua xanh. Mua xanh thì rủi ro cao hơn cơ hội, mua đỏ cơ hội cao hơn rủi ro trong nhịp này, trong bối cảnh thị trường tích lũy, trong bối cảnh PC1 nó đang tích lũy, anh chị cứ bình tĩnh kiên nhẫn, không nhất thiết phải đùa. Cổ phiếu này là tương đối tốt, cầu vào tương đối tốt, anh chị cứ bình tĩnh, anh chị nhặt tầm khoảng 29 29.5 cũng được, chờ thêm anh chị. HAH dịp này thì nó cũng đang có cái cơ hội mà tiệm cận đến quanh vùng đỉnh trong ngắn hạn. Nhịp này thì cầu nó vào tiếp diễn như cái phiên ngày hôm nay tầm khoảng gần 200 tỷ như này là khá đẹp đấy. Hai phiên gần nhất. Phiên trước thì giao dịch tầm khoảng 140 tỷ, phiên nay giao dịch 193 tỷ, cầu vào khá tốt. Đó. Nếu anh chị nhặt đối với HAH thì nhịp này anh chị nhặt trước tầm khoảng 20-30% nhé. Vượt khỏi 40 anh chị nhặt đủ. Vượt 40 anh chị nhặt đủ. Hoặc là lắc lại về quanh tầm khoảng 35 anh chị nhặt đủ. Vào để lấy vị thế đã. Cái nhịp này là kênh tăng đối với HAH thì vẫn duy trì được ở trong ngắn hạn, trung hạn, dài hạn rồi. Cơ hội tạo đáy này, biên độ tăng giá tốt, thanh khoản gia tăng tốt. Tuy nhiên nhịp này nó đang gặp cái vùng vùng cản trong trung hạn thì nó tích lũy trong nhịp này. Nếu cầu vào tốt mà nhịp này nó tích lũy tầm khoảng quanh cản này tầm khoảng 4 tuần rồi. Đó, tích lũy quanh vùng cản tầm khoảng 4 tuần. Đó, cho nên là nó phải vượt được 40 thì nó mới chính thức vượt cản. Và cái áp lực bán quanh vùng đỉnh này nó không nhiều nữa. Cho nên anh chị lấy trước vị thế tầm khoảng 20-30% thôi. Ừ, vị thế mua xanh ở trong giai đoạn này thì mình cứ thận trọng. Không thừa, thị trường nó dễ rung lắc. Anh chị nhá, còn đẹp nhất là anh chị phải mua đuổi đủ quanh tầm khoảng 35. Là trung bình giá của nhà đầu tư 3 tháng rưỡi gần nhất. Kijun 100, à, Kijun 60 nhá. Anh chị lưu ý nhé, trong giai đoạn này thị trường nó dễ rung lắc, anh chị cứ bình tĩnh thôi, không nhất thiết là phải mua đuổi, mua all in và hoặc là mua đuổi mạnh giá xanh, anh chị cứ bình tĩnh. Vinamilk thủng 75 rồi có lên bán không anh Dũng 3T? Vinamilk, Vinamilk nhịp này thì em nhất này đánh giá nó là cái cơ hội anh Dũng đó. Nhịp nhịp trước thì phím anh Dũng ở quanh vùng này đúng không, cũng như anh em trong trên kênh như nhịp bắt đáy đối với Vinamilk này. Ở giai đoạn này thì đối với Vinamilk kịch bản xấu nhất nó chỉnh về tầm khoảng 72.5 73. Như vậy bán thì phải canh canh xanh bán, còn bán đỏ thì cũng không nên bán nữa anh Dũng. Trong giai đoạn này đối với Vinamilk kênh tăng cơ hội tạo đáy trong ngắn trung hạn thì đang tương đối sáng rồi anh chị nhá. Đó, tích lũy một khoảng thời gian khá dài rồi, bắt đầu một xu hướng tăng này, biên độ tăng giá tốt, thanh khoản gia tăng, dòng tiền lớn vào là tương đối tích cực rồi.
Nhịp chỉnh trong ngắn hạn này là cơ hội trong trung dài hạn trong giai đoạn tới. Nhịp vừa qua nó còn chưa chỉnh về cái vùng trung bình giá 3 tháng rưỡi hay 6 tháng lần nào cả. Lần này rủi ro thì đâu đó lắc về lần đầu tiên là điểm mua gia tăng thêm đối với Vinamilk. Cho nên là nếu anh Dũng bán thì nên bán xanh, không nên bán đỏ. 73 là cũng có thể nhập được rồi. Thậm chí là 70, 74 thì nó có vùng hỗ trợ trong ngắn hạn. Áp lực điều chỉnh nhưng lực điều chỉnh nhưng cái áp lực bán ra đối với dòng tiền lớn là không nhiều. Đúng không chị? Biên độ giá giảm lớn nhưng khối lượng bán ra không lớn là rất dễ cái nhịp lình xình tích lũy hồi phục trở lại. Đó. Anh Dũng nhá, đó. Nếu anh Dũng giá tốt rồi thì cũng không cần thiết phải bán. Đó, thậm chí là về tầm khoảng 73 anh Dũng có thể là mua gia tăng thêm. Nếu bán trong giai đoạn tới thì bán quanh tầm khoảng 78. Kênh của nó vẫn duy trì được. Không ngại lắm. Ok em nhất chào 49 anh chị đang xem like nhé. Anh chị nào chưa like thì like giúp em nhất một like cái nhá anh chị nhá. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Đúng không? Khung đồ thị tuần đang đẹp như này. Về tầm khoảng 72.5, 73 có thể mua được. Anh nhận chị mua mới nữa. Vinamilk là có thể đánh được. Cho em hỏi. Xin chào Phạm An nhé, em nhất chào chị Bích Thảo này, chào chị Hương Nguyễn này. Em nhất chào anh chị Anh Bùi nhé, anh Quang Phan, anh Văn Phúc, anh chị Phan Lân. Xin chào anh Nguyễn Quý, anh Huấn Cao, anh chị Đình Anh. Anh chị nào chưa like video này thì like giúp em nhất một like nhé. Đó, đặc biệt anh chị chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh và ấn nút chuông để nhận được những video giao lưu với nhau. Hàng ngày ở trên kênh YouTube này phát sóng liên tiếp từ thứ 2 đến thứ 6 anh chị nhé. Em nhất cảm ơn 26 anh chị đã like rất nhiều, cảm ơn anh chị. Anh chị nào chưa like thì like giúp em nhất cái nhé. Đặc biệt anh chị xem sau thì cũng nhớ giúp em nhất một like và thả giúp em nhất một quả tim ở bên dưới phần bình luận. Từ cái video này sau khi video kết thúc anh chị nhé. SHS thì trong cái nhịp này phải chờ lắc thêm nha anh chị nhé. Nó đang tích lũy trong cái biên độ hỗ trợ là tầm khoảng 16 và cản đâu đó tầm khoảng 18.2. Làm sao nó lắc quanh tầm khoảng 16.2, 16.3 thì mua nó sẽ ổn. Ưu tiên rung lắc đỏ đỏ một tí. Nhịp này đối với SS thì nó đang tích lũy thôi. Đó, kênh tăng trong chung dài hạn thì vẫn duy trì được. Tuy nhiên nhịp này là sau một cái nhịp bật tăng tương đối mạnh. Từ vùng giá 5 mà lên đến tận 20 như vậy, tăng 300% rồi. Đó, nó đang tích lũy trở lại thì anh chị cứ bình tĩnh thôi. Trung bình giá của nhà đầu tư 3 tháng rưỡi là vùng Kijun. Kijun của 65 phiên gần nhất nha anh chị nha. Là vùng Kijun là màu vàng này. 65 này, 16.3 anh chị. Anh chị Bích Thảo này.